Trong số tất cả các loại ngũ cốc kê là vua, hàm lượng dinh dưỡng của kê cao hơn gạo thường, mỗi hạt kê có màu vàng, căng mọng, có màu sáp, sau khi nấu có vị ngọt và mềm, khi nấu rửa sạch và nấu khoảng 20 phút, hạt kê này ngọt và mềm, ngọt và ngon, hãy nhanh tay đặt hàng để dùng thử nhé.